Đứng lên hết đi. Lùi xuống hết đi. Nè, xin mời các bạn đã đến với lại con của thiện nhân. Giờ chủ tử đã ở ngôi vị chủ của một cung, có thể tự xưng bổn cung rồi. Vĩnh Thọ cung này tuy là chỉ có một mình bổn cung ở, nhưng chưa được phong tần, chưa phải là ngôi vị chủ. Chánh điện này không thể ngồi được. Bây giờ cũng được xem là chân chính ngôn thuận rồi. Đi đi kêu tôi nhắc thế giới này nên thật là bạch dư. Chủ tử sao vậy? Người không vui.